đây thì da mặt khô từ trên và hai bên má và dưới cằm. Mình ý thử dùng đô trong vòng 7 ngày đấy. Bọt của đô nó li ti và khi mình xoa lên mình thấy như xoa một lớp kem mát lạnh lên trên mặt đấy. Đô chứa 1/4 hàm lượng kem dưỡng da và các thành phần làm sạch trung tính nên không làm khô da bạn như các loại xà bông thường. Sờ vào mát và cảm thấy mềm như vải lanh ấy. Viện da liễu kiểm nghiệm và chứng nhận Đô cho bạn làn da thật sự mịn màng hơn. Bạn hãy thử dùng Đô trong 7 ngày. Mình có biệt danh là Hoa Béo, nhưng bây giờ Hoa Béo có làn da rất là mịn nhá. Tớ rất tự hào.